Chào mọi người, hôm nay Ly lại có thêm một món mới để chia sẻ. Ở Lạng Sơn, ngoài ba món đặc sản với cây mắc mật là lợn quay, vịt quay và măng muối mắc mật thì mình còn ấn tượng thêm một món, đó là ba chỉ của mắc mật. Bình thường để mua được lá mắc mật ở ngoài chợ khá hiếm nên là mình ra Đại học Nông nghiệp mua hẳn một cây mắc mật về trồng, khá là tiện mỗi khi mình lên cơn thèm. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ xử lý phần thịt nhé. Thịt ba chỉ giữ nguyên phần bì, các bạn cạo sạch lông. Đấy. Rồi bắt đầu mình sẽ thái thịt thành những cái miếng hình con chỉ. Tại sao lại phải giữ lại phần bì? Bởi vì là cái bì ấy, nó sẽ giúp cho miếng thịt sau khi rán nó sẽ giòn hơn, rất là ngon. Sau khi thái xong thì mình sẽ ướp thịt cùng với muối tiêu, xì dầu và hành băm nhỏ. Bóp trộn cho thịt ngấm đều gia vị và để nghỉ khoảng 10 phút. Lá mắc mật thì mình cần rửa sạch. Sau đó thì ngắt riêng từng lá. Để cố định lá thì mình sẽ cần những chiếc tăm nhọn như thế này. Đặt miếng thịt vào giữa lá và dùng tăm xiên qua. Tùy vào cái độ to nhỏ của lá mà các bạn phân bổ cho hợp lý, miễn sao là đảm bảo mỗi miếng thịt thì sẽ có kèm theo một cái lá mắc mật. Cái lá này sau khi mà mình chiên lên, mình rán lên thì nó rất là giòn và thơm, ăn ngon cực. Mình cứ lần lượt làm như vậy cho đến hết. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị một chảo dầu nóng. Lượng dầu tối thiểu phải dùng là phải chừng dày cỡ 1cm thì miếng thịt mới ngon và chín đều. Chiên hơi to lửa các bạn nhé. Miếng thịt sẽ nhanh chóng chín vàng, có độ giòn ở bên ngoài và mềm ngọt ở bên trong. Rán kỹ quá sẽ làm thịt bị khô và cái lá mất đi cái màu xanh đẹp mắt. Hãy thử trải nghiệm món ăn này nếu có dịp nhé. Chúc các bạn ngon miệng. Tạm biệt.